Sau đợt giãn cách thứ ba, Hà Nội tiếp tục giãn cách ở vùng đỏ và điều chỉnh các biện pháp cao hơn nguyên tắc chỉ thị 15 với vùng cam, xanh. Đây là một trong những nội dung thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng chống COVID-19 ban hành ngày 1 tháng 9. Theo đó, sau đợt giãn cách thứ ba, ngày 6 tháng 9, Hà Nội sẽ thiết lập 3 vùng chia theo mức độ nguy cơ và đặc điểm địa lý dân cư sinh hoạt sản xuất. 3 vùng gồm nội đô, khu vực mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, phía Bắc sông Hồng tập trung các cơ sở sản xuất công nghiệp và vùng phía Tây, phía Nam tập trung các khu vực sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở phân vùng, vùng đỏ có nguy cơ rất cao sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao hơn chỉ thị 16 với nguyên tắc ai ở đâu ở đó. Dập dịch triệt để tại các khu vực nguy cơ cao vùng cam và nguy cơ thấp hơn là vùng xanh, thành phố điều chỉnh biện pháp ở mức cao hơn nguyên tắc chỉ thị 15 để tổ chức phục hồi sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ vùng đỏ. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố được giao chỉ đạo xây dựng phương án tổ chức thực hiện phân vùng bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, khoa học, chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng hóa, lương thực, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch lâu dài. Sở xây dựng chủ trì lập các chốt cùng theo phương án phân vùng. Lực lượng liên ngành công an, quân đội, thanh tra giao thông tổ chức trực chốt 24/24/7. Trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, 30/30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội đều ghi nhận ca mắc mới. Hiện thành phố có 6 ổ dịch phức tạp gồm ngõ 24 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, chợ Ngọc Hà, quận Ba Đình, phường Văn Miếu, Văn Chương, quận Đống Đa, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân và xã Tân Lập, huyện Đan Phượng. Đây là những chuỗi lây nhiễm mới phát hiện đã ghi nhận lượng bệnh nhân lớn. Một số chuỗi lây nhiễm khác đã phát hiện thời gian khá lâu, song đến nay vẫn rải rác có thêm ca bệnh. Một số địa bàn có số ca bệnh thấp dưới 10 ca như huyện Chương Mỹ, Ba Vì và thị xã Sơn Tây. Một số quận huyện đã nhiều ngày không có ca mắc mới, các ca bệnh cũ đều đã được kiểm soát như Gia Lâm, Long Biên, Cầu Giấy, Quốc Oai, Sóc Sơn. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư 3.366 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.553 ca. Số ca mắc là các trường hợp đã được cách ly 1.813 ca. Theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, vùng đỏ nguy cơ rất cao với cấp huyện là có 30% số xã trở lên có nguy cơ rất cao, 50% số xã trở lên có nguy cơ cao hoặc có nguồn lây nhiễm khó kiểm soát và có nguy cơ lan nhanh trên 50% số xã. Vùng cam nguy cơ cao ở cấp huyện có 30% số xã trở lên có nguy cơ cao nằm rải rác trên địa bàn huyện, 50% số xã trở lên ở mức độ nguy cơ hoặc có một xã nguy cơ rất cao, có nguồn lây nhiễm khó kiểm soát và có nguy cơ lan nhanh trên 20% số xã. Vùng xanh mức bình thường mới là các địa bàn không thuộc hai vùng nêu trên.